Hồ Ca bị phát hiện chưa dứt tình với Tiết Giai Ngưng dù đã chia tay hơn một thập kỷ. Hình ảnh đang chiếm lĩnh hot search Weibo chính là loạt hình giấy lên nghi vấn cặp đôi Hồ Ca Tiết Giai Ngưng đã tái hợp với nhau. Thậm chí không ít fan còn cho rằng sau 12 năm Hồ Ca vẫn còn tình cảm với bạn gái cũ. Anh không thể nào quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm này nên vẫn có những hành động bất ngờ. Theo thông tin trên Sina, chiều 4 tháng 6, vở nhạc kịch Triệu Thị Cô Nhi do Tiết Giai Ngưng đảm nhiệm đã có buổi ra mắt tại Bắc Kinh. Hồ Ca đã bí mật xuất hiện, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, ngồi lẫn trong hàng ghế khán giả. Nhiều fan đã nhanh tay nhanh mắt chụp lại được hình ảnh này và chia sẻ lại trên các diễn đàn lớn nhỏ như Douban, Weibo. Còn nhớ năm 2006, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng bắt đầu hẹn hò. Tiết Giai Ngưng đã dừng công việc trong một năm trời khi bạn trai gặp tai nạn. Trong suốt khoảng thời gian đó, nữ diễn viên luôn luôn ở bên động viên chăm sóc cho Hồ Ca. Vậy nhưng sau đó cặp đôi lại chia tay vào năm 2009 khiến các fan vô cùng nuối tiếc. Trong một buổi phỏng vấn, Hồ Ca vẫn ngẹn ngào khẳng định rằng cô ấy vô cùng tốt với tôi. Hiện tại, các fan đang rất mong chờ sự tái hợp và xác nhận của cả hai nghệ sĩ. Quả thật, đối với nhiều người, Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng vẫn là cặp đôi đẹp nhất và gây tiếc nuối nhất. Nếu như tin đồn cả hai tái hợp là sự thật, chắc chắn đây sẽ là mối tình bị gián đoạn 12 năm, lấy đi nhiều nước mắt và sự ủng hộ của rất đông khán giả. Cách đây không lâu, truyền thông Hoa ngữ đã có bài viết tiết lộ nguyên nhân thực sự khiến cho cặp đôi này tan vỡ năm nào. Có thông tin cho biết Hồ Ca vốn là người đa nghi, hơn nữa lại cực kỳ nhạy cảm trong vấn đề tình cảm, lo lắng người yêu mượn danh tiếng của mình để lăng xê. Sau khi ở bên Tiết Giai Ngưng, nam diễn viên đã phát hiện mỹ nhân này có dấu hiệu PR tình cảm để thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, năm 2006, khi Hồ Ca gặp phải tai nạn giao thông, phải chuyển từ Gia Hưng tới Hong Kong để chữa trị. Để tránh giới truyền thông, khi xuất hiện, anh đã đi lối cửa sau, nhưng lại phát hiện đã có phóng viên chờ sẵn ở đó. Chính vì lý do này, Hồ Ca cho rằng có người để lộ tin tức. Hơn nữa, khi ấy, Tiết Giai Ngưng luôn ở bên chăm sóc cho anh, nên đã nghi ngờ nữ diễn viên mượn danh tiếng của mình để lăng xê, tiết lộ thông tin ra phía bên ngoài. Ngoài ra, đến năm 2008, khi Hồ Ca đã khỏi hẳn và đi quay bộ phim Anh hùng xả điêu ở phim trường Hoành Điếm, Tiết Giai Ngưng đã đến thăm và bị phóng viên chụp ảnh lại, đồng thời cũng tiết lộ luôn tình yêu của hai người. Chính vì vậy, Hồ Ca càng cho rằng bạn gái cố tình chiêu trò. Hơn nữa, những người bạn thân của anh cũng có cái nhìn không tốt về Tiết Giai Ngưng. Chính những điều này khiến cho tình cảm của họ tan vỡ. Mãi đến sau này, Hồ Ca mới biết được Tiết Giai Ngưng không hề mượn chuyện của họ để tung hô quá đà, mà là công ty của nữ diễn viên muốn mượn cơ hội PR mà cô không hề hay biết. Có lẽ chính vì thế mà khi nhắc tới Tiết Giai Ngưng, Hồ Ca đã nghẹn ngào cho biết mối tình với Tiết Giai Ngưng khiến anh hối tiếc cả đời. Tuy vậy, vẫn có không ít thông tin cho rằng cho tới bây giờ Hồ Ca vẫn cô đơn chiếc bóng đều là tại mẹ của anh. Khi còn đi học, nhờ có ngoại hình điển trai và đa tài đa nghệ nên đã có rất nhiều cô gái tỏ tình với Hồ Ca. Mẹ của anh biết chuyện này liền dặn Hồ Ca ở bên ngoài phải chú ý an toàn, đặc biệt khi ở cùng các bạn nữ. Thậm chí ngay cả khi Hồ Ca bắt đầu tiếp xúc với công việc đóng quảng cáo và dần bước chân vào showbiz thì mẹ vẫn quản lý anh rất chặt. Khoảng thời gian đóng Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1 và 3, Hồ Ca từng vướng tin đồn hẹn hò với Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Lưu Thi Thi. Không chỉ có fan hâm mộ muốn biết Hồ Ca thích nữ diễn viên nào, mà mẹ anh cũng nhiều lần nhắc đến việc này. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 1982 lại không có tình cảm vượt mức đồng nghiệp với các nữ diễn viên từng hợp tác. Cho đến khi đóng Thiên Hạ Vô Song, Hồ Ca mới phải lòng Tiết Giai Ngưng và dù chàng Quách Tỉnh kém bạn gái 4 tuổi, nhưng họ vẫn là một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Vào năm 2006, khi Hồ Ca bị tai nạn nghiêm trọng, Tiết Giai Ngưng đã tạm dừng toàn bộ công việc và bỏ qua những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để ở viện chăm sóc cho bạn trai. Trong khoảng thời gian đó, Tiết Giai Ngưng đã ở bên Hồ Ca, giúp anh lấy lại được niềm tin và vượt qua những ám ảnh về vụ tai nạn. Những tưởng sau bao khó khăn thì Hồ Ca và Tiết Giai Ngưng sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi. Nào ngờ bà Hồ không thích nữ diễn viên Như Ý Cát Tường chỉ vì cô lớn tuổi hơn con trai mình. Dưới tác động của mẹ, Hồ Ca đã phải chia tay Tiết Giai Ngưng. Nhiều năm sau, Hồ Ca cùng Giang Sơ Ảnh phim giả tình thật khi cùng hợp tác trong dự án Cơn lốc 11 người. Hồ Ca yêu Giang Sơ Ảnh rất nhiều và làm tất cả mọi thứ vì cô. Tuy nhiên, chỉ sau một năm bên nhau thì giữa họ đã xảy ra vấn đề và có liên quan đến việc yêu xa do quá bận rộn với công việc. Mẹ của Hồ Ca lại tiếp tục can thiệp vào chuyện tình này. Bà cho biết yêu xa là không đáng tin nhưng con trai vẫn kiên trì hẹn hò với Giang Sơ Ảnh. Phải đến khi bà Hồ bị ung thư và tình hình ngày càng nghiêm trọng thì Hồ Ca mới thỏa hiệp. Đây được cho là nguyên nhân sau này khi giới truyền thông nhắc đến Hồ Ca thì Giang Sơ Ảnh tỏ thái độ rất khó chịu. Người mẹ nào cũng muốn tốt cho con cái, nhưng netizen cho rằng mẹ của Hồ Ca lại can thiệp quá sâu vào chuyện của con trai mình. Hiện tại, fan hâm mộ chỉ mong nam tài tử sẽ sớm tìm được một người thích hợp và có được một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.